như Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn nhắc lại quý vị tạp chí quốc phòng của tnp channel chuyên về tin tức quốc phòng ở á châu thái bình dương và ấn độ dương quý vị nào muốn order thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết đây là tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt ở hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng và bên cạnh đó Chúng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã bảo trợ mua các tạp chí quốc phòng để tặng cho các khán giả của TNP cũng như là những khách hàng của ông. Quý vị nào mà muốn có được tạp chí quốc phòng hoặc muốn tìm hiểu về dược thảo, quý vị th liên lạc với bác sĩ Trọng Võ qua số điện thoại trên màn hình quý vị 714 531, 714 -531 hoặc vào trang web tnduocthao.com, tnduocthao.com để biết thêm chi tiết cảm ơn bác sĩ trọng võ rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết là kosovo đã bắt đầu tìm cách bác bỏ tất cả những cái việc dùng internet và hệ thống viễn thông dành cho người shop thiểu số tại đây kosovo đã trở thành cơn khủng hoảng về internet trong những tháng qua với người Albania đã kiểm soát hầu hết các tỉnh tranh chấp và trong đó họ tìm cách gọi là bức hại đối với người thiểu số à serbia trong cái hành động mới nhất thì chính quyền Kosovo đã chuyển tới cắt bỏ tất cả những cái uh, tình trạng cung cấp internet cho người thiểu số a uh, Serbia và trong đó bao gồm luôn cả hệ thống thông báo tin tức và Kosovo được xem vốn là một tỉnh của người Serb trước đây và đã từng tuyên bố độc lập năm 2008 và đã rút lại tất cả những môn bài dành cho công ty uh, telecom Serbia và công ty này gần như là một trong những công ty có lớn về à, cung cấp các dịch vụ về phone, về internet và kể cả những cái dịch vụ về à, truyền thông của ở phía nam của Âu Châu và gần như là nó dọn đường cho <laughs> cộng đồng người Serb ở đây. Tuy nhiên đầu tháng này thì chính quyền của Kosovo, à, cơ quan đặc trách về kỹ nghệ và mậu dịch đã công bố hàng loạt những công ty nào mà được hoạt động tại uh, Kosovo, nơi mà người Albania chiếm đa số và cuối cùng thì họ rút môn bài của tất cả những công ty này. Điều này có nghĩa là các công ty này không thể hoạt động ở tại Kosovo và người Serbia cũng sẽ không có được internet. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất của người Albania nhắm vào người thiểu số Serbia ở tại đây. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay.ít nhất 27 di dân đã được phát hiện bị chết ở trong khu Sa Mạc nằm gần Tunisia biên giới của Libya theo tường trình của Libya cho biết ít nhất có 27 người à, di dân tị nạn ở khu vực à, sa mạc Sahara đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, được xem là cái khúc gia ở lớn nhất ở tây, sa mạc Tây Phi nằm ở biên giới của Tunisia theo tường trình của giới chức Libya cho biết trong một bản statement được bỏ lên Facebook. Thì bộ trưởng nội các của libya cho biết vào ngày thứ ba những thi hài này được phát, biện, phát hiện nằm rất gần ở khu vực biên giới và nằm ở khu vực được xem là khá là gây gắt bởi vì nó bị thiếu tất cả những nguồn nước tại vì đây là khu vực sa mạc và người phát biểu của chính quyền libya là mohamed hamuda trong ngày thứ tư xác nhận rằng họ đã phát hiện được những thi hài này với hãng thông tấn ap tuy nhiên họ không cho biết thêm chi tiết trong những tháng gần đây thì lực lượng an ninh của tunisia đã bắt đầu cho chuyển các di dân từ ở một cái khu vực ở bờ biển qua những cái khu vực khác theo tường trình cho biết và họ <laughs> một số người đã bị chết đã bị chôn ở trong sa mạc và đầu tháng này thì bộ trưởng nội các của Tunisia đã thừa nhận rằng có một nhóm nhỏ di dân đã tìm cách vượt qua sa mạc Sahara để mà xâm nhập vào cái quốc gia thăng thông qua cái đường biên giới với libya và Algeria. và cuối cùng thì những nạn nhân này đã bị thiệt mạng trên sa mạc đây được xem là một trong những cái phát hiện mới nhất và cho thấy rằng tình trạng những người tị nạn vẫn bị chết một cách bí ẩn ở trong các khu sa mạc hoặc là các khu rừng núi ở tại phi châu đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ cáo buộc Sudan đã đe dọa trục xuất các đặc sứ của Liên hiệp quốc. Hoa Kỳ đã lên án Sudan trong ngày thứ tư là đã có những lời đe dọa trục xuất các nhân viên của Liên hiệp quốc làm việc ở trong cái thị trấn có giao tranh và nếu như đặc sứ của Liên hiệp quốc ở tại Khartoum vẫn tiếp tục phát biểu ở trong cái hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về tình trạng tranh chấp tại đây trong phiên họp diễn ra đã nhắm vào vấn đề của Sudan và sau Sudan thi hoa đặc sứ của Hoa Kỳ ở tại Liên Hiệp Quốc là bà Linda Thomas-Greenfield được xem là chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 8 đã lên tiếng và chỉ trích cái hành động vắng mặt của Volker Burles được xem là đặc sứ của à, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ở tại Sudan và trong đó gần như là vắng mặt và đang làm việc ở tại khu vực này được biết với tên là UNITAM Chúng tôi đã đặc biệt lo ngại về tình trạng này. Chúng tôi vẫn lên án chính quyền Sudan là đã có hành động ý định là muốn trục xuất các nhân viên của Liên Quốc ra khỏi đây. Và điều này là điều không thể chấp nhận được. Bà Đại sứ Hoa Kỳ đã lên tiếng cho biết như trên. Và trong đó có sự hiện diện của đặc sứ của Sudan là al harik Ingrid al harik Mohamed đang có mặt tại đây. Và đại sứ của Sudan đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này. Những việc mà ở Sudan là không có một cái hành động nào mà chúng tôi đe dọa là tẩy chay cái... <laughs> phiên họp này cũng như là chúng tôi không có ý định là trục xuất các nhân viên của Liên Quốc và ngày hôm qua chúng tôi đã nói rằng là vô cơ đã có cái cuộc họp với lại hội đồng bảo an và trong đó thì họ đã đã rút tên của ông, ông ta ra và tôi biết được rằng Hiện nay gần như chính quyền của Sudan đe dọa là sẽ cho đóng cửa toàn bộ cái cơ quan của Liên Hợp Quốc có tên là UNITAM ở nếu như mà ông xuất hiện và phát biểu ở trên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và điều này là điều không thể chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Hoa Kỳ là chủ tịch và trong đó thì Sudan đe dọa nếu như mà cái người đại diện cho văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc mà có mặt ở tại Hội đồng Bảo an thì họ sẽ đóng cửa văn phòng của Liên Hợp Quốc ở tại Sudan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các quốc gia trong liên hiệp âu châu đang chuẩn bị lệnh cấm vận trừng phạt nhắm vào nhóm quân việt ở niger Bản tin mới nhất từ ở Brussels cho biết, Liên hiệp Âu châu và các quốc gia tại đây đã bắt đầu đưa ra một cái lộ trình nhằm ban lệnh cấm vận và trừng phạt đầu tiên nhắm vào các thành phần quân phiệt đã có hành động đảo chánh vào tháng trước theo nguồn tin từ Âu châu đưa ra cho hãng thông tấn Reuters được biết vào ngày thứ tư. Các lãnh đạo quân sự đã có một cái việc gọi là bác bỏ sự cái nỗ lực ngoại giao của quốc tế trong vấn đề làm trung gian và những quốc gia láng giềng hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang này đã lật đổ cái chế độ được dân cử và trong đó Liên Hợp Quốc đang tìm cách gọi là có thể sẽ có những đe dọa tới những cái quốc gia ở Tây Phi một viên chức của Liên hiệp Âu Châu thảo luận trong vấn đề cấm vận và trừng phạt này cho biết là các giới ngoại giao của Âu Châu sẽ thảo luận cái vấn đề này trong thời gian ngắn sắp tới và điều này có nghĩa là họ sẽ ban lệnh cấm vận cho cái việc mà gọi họ gọi là phá hủy nền dân của chủ của Niger và nó sẽ được đồng ý sớm và bước kế tiếp là những lệnh cấm vận nhắm vào những cá dân, thành viên của lực lượng quân phiệt này. Đó là lời phát biểu của một viên chức ngoại giao Âu Châu đã đưa ra. Trong khi đó, thì các quốc gia khác cũng thảo luận vào ngày thứ tư. Trong đó, họ sẽ đưa ra một số những đề nghị và được sẽ được đưa ra và thảo luận trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Trong đó là sẽ quyết định đưa ra lệnh cấm vận tuy nhiên vẫn chưa áp gia dụng ngay lập tức và trong đó lãnh đạo của cái quỹ ban đặc trách về vấn đề kinh tế của Tây Phi cũng đã cuộc họp cuộc họp ngày thứ năm trong đó thì họ nói rằng có thể họ sẽ phải tìm cách tái lập lại cái quyền lực của tổng thống dân cử là Mohamed Bazoum vốn đã bị lật đổ bởi chế độ quân phiệt. EU đã sẵn sàng hỗ trợ cho quyết định của liên minh các quốc gia tại Tây Phi để chấp nhận lệnh cấm vận này. Đó là lời phát biểu của Peter Stano, được xem là giám đốc và là phát công viên chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Các bộ trưởng trong Liên hiệp Âu Châu dự tính sẽ thảo luận về tình hình của Niger và à, bao gồm luôn lệnh cấm vận trong phiên họp ở tại Toledo ở Tây Ban Nha vào ngày 31 tây tháng 8. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào giới quân phiệt đã có cuộc đảo chánh tại Niger. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Hoa Kỳ và Saudi Arabia đã đồng ý là sẽ bắt đầu dọn đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với lại do Thái. Saudi Arabia đã đồng ý là sẽ thừa nhận quốc gia do Thái đổi lại việc mà họ sẽ làm việc và can dự vào vấn đề thảo luận với người Palestine trong cái chính quyền của Joe Biden, theo tường trình của tờ Washington Street Journal cho biết, thách thức vẫn còn ở trước mắt sau khi mà bản thỏa thuận này có thể được hoàn tất và trong đó sẽ diễn ra trong vòng 10, từ 9 tới 12 tháng tới, theo tường trình của giới chức Hoa Kỳ cho biết. Và thái tử của Saudi Arabia là Mohammed bin Salman, nói với các phụ tá là ông vẫn chưa chuẩn bị để thành lập toàn bộ cái vấn đề gọi là thiết lập ngoại giao với do thái theo tường trình của giới chức của Saudi Arabia cho biết và ông Mohammed nói với các cố vấn của ông là không gấp lắm để đạt được thỏa thuận với lại thủ tướng do thái là ông Benjamin Netanyahu và chính quyền gọi là khá cực hữu của ông và là trong đó phản đối việc mà tạo ra một cái quốc gia độc lập Palestine và tin tức này đã được các viên chức của Hoa Kỳ và Saudi Arabia đồng ý là sẽ dọn ra một cái lộ trình trong đó sẽ đạt tới thỏa thuận sau khi mà ông Mohammed đã gặp vợ gỡ với lại ông Jeff Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia của ông Joe Biden đang có mặt ở Jordan trong hai tuần trước đây và cùng một lượt thì phía Saudi Arabia yêu cầu là Hoa Kỳ phải giúp phát triển các cái nguồn nguyên tử dân sự và trong đó bảo đảm về vấn đề an ninh cho họ cũng như là làm việc với Do Thái để quảng bá cho vấn đề hòa, hòa bình và thành lập một quốc gia Palestine, theo tường trình của tàu Wall Street Journal, và Hoa Kỳ muốn rằng Saudi Arabia phải giữ họ có khoảng cách đối với các nền kinh tế và quân sự với trung quốc đây được xem là một trong những cái bản kế hoạch làm việc và trong đó sẽ có thỏa thuận của đôi bên một viên chức hoa kỳ đã nói cho biết như trên và viên chức này nói rằng ông biden tin là hoa kỳ sẽ là một vai trò quan trọng ở tại trung đông trong đó đối phó với lại iran và tìm cách cô lập nga trong cuộc chiến tại ukraine cũng như là giữ một cái khoảng cách và không để cho trung quốc có thể nhúng chân vào khu vực ở trung đông đây được xem là một trong những cái chiến lược mà phía hoa kỳ đưa ra sau khi khi mà Saudi Arabia đã ký kết một loạt những cái thỏa thuận với Trung Quốc và lần này thì chính quyền Joe Biden đã phải thúc đẩy việc lấy lại cái uh, tư thế của Hoa Kỳ và gây ảnh hưởng trở lại ở khu vực Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thị trưởng thành phố New York là ông Eric Adam đã lên tiếng thúc giục Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang để giải quyết cơn khủng hoảng về di dân thị trưởng thành phố new york là ông eric adam đã thúc giục ông tổng thống joe biden là tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang trong việc mà có cơn khủng hoảng di dân ở đây vào ngày thứ tư theo tường trình của tờ daily mail cho biết như trên chúng tôi đang đối diện với một cái tình trạng khẩn cấp chưa từng có của tiểu bang ông adam đã tuyên bố như trên cuộc họp báo và cái hệ thống di trú ở đây gần như là đã bị đổ vỡ và nó đã bị đổ vỡ trong nhiều thập niên qua vì thị trưởng này lên tiếng và nói rằng ngày hôm nay thành phố New York đã phải uh, đi về lượm từng mảnh và vào năm ngoái đã có gần 100.000 người đã đến thành phố của chúng tôi và chúng tôi đã không còn đủ cái nơi chứa họ. Ông Adam cho biết như trên và chính quyền thành phố đã chi ra trung bình là 383 mỹ kim một đêm cho một uh, cái căn nhà dành cho di dân tức là một hộ di dân và trong đó tổng cộng là khoảng 3.6 tỷ mỹ kim cho cái mức chi hàng năm và nếu tình trạng này tiếp tục thì uh, À, đây được xem là một trái táo lớn trong đó thì họ nói rằng là sẽ phải cần tới 12 triệu Mỹ Kim để giải quyết cơn khủng hoảng này từ đây cho tới mùa hè năm 2025. Và ông Adam nói rằng những người của New York đã bị giới hạn rất nhiều và nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền liên bang thì thành phố New York sẽ lâm vào cơn khủng hoảng mới. Việc này diễn ra giữa lúc mà chính quyền của châu bên gần như là bỏ mặt các tiểu bang, đặc biệt là những tiểu bang ở miền Nam có đường biên giới với lại phía của Mexico đang đối diện với cái cơn khủng hoảng nhân đạo từ trước tới nay và cơn khủng hoảng về di dân. Tổng cộng hơn 6 triệu người đã xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi Joe Biden lên làm tổng thống và ông ta gần như là bỏ mặt tất cả những cái rào cản ở khu vực biên giới và để cho di dân vẫn tiếp tục xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày mai để lắng nghe cuộc điều trần trong việc mà tòa án ở tại Missouri và là à, à, và tại Louisiana quyết định không cho phép chính quyền Joe Biden được tiếp xúc với các công ty truyền thông xã hội để kiểm duyệt người dân. Bản tin mới nhất cho biết thì tòa án đã lắng nghe và cuộc điều trần này sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Phiên tòa này đã sau khi đã diễn ra sau khi mà có phán quyết của tòa liên bang ở Louisiana. Trong đó là giới hạn tất cả những cái cuộc liên lạc của chính quyền liên bang của ông Joe Biden với lại các công ty về truyền thông xã hội và trong đó thì chính quyền Joe Biden đang tìm cách tái lập lại cái khả năng họ phối hợp với lại các đồng minh của họ trong giới Big Tech để mà gọi là điều khiển tất cả những cái chia sẻ về tin tức và giới bảo thủ cho rằng Việc mà kiểm duyệt này rõ ràng đã vi hiến và gần như là họ đã có sự thông đồng giữa chính quyền của Joe Biden và các công ty biết thác. Quan tòa có tên là Terry Doctry trong ở tại Monroe ở Louisiana được xem là một quan tòa đã từng được từ tổng thống Trump bổ nhiệm đã đưa ra cái phán quyết ngày 4 tây tháng 7 trong đó ngăn chặn tất cả các cơ quan của chính quyền liên bang của Joe Biden là không thể có một phiên họp hay tiếp xúc gì với lại các công ty truyền thông xã hội trong mục tiêu là bức hại, áp lực hoặc là tìm cách xóa đi hoặc là có những hành động gọi là gắn đèn đối với lại cái quyền tự do ngôn luận của người dân ở trên mạng xã hội. Lần này cũng cấm tất cả các cơ quan chính quyền liên bang gia tăng áp lực với mạng xã hội và trong đó bao gồm luôn những cái liên lạc của họ qua phone, qua text hay là qua văn bản. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất và chính quyền của Jordan đã nộp đơn và xin yêu cầu ngăn chặn cái uh, lệnh cấm này và họ đang nộp đơn kháng án. Bản tin mới nhất cho biết thì uh, một trong những phụ tá uh, tổng... Uh, À, gọi là à, bộ trưởng tư pháp của tiểu bang là Brian à, Boynton đã kêu gọi cái lệnh này là cần thiết và thúc đẩy và buộc chính quyền Joe Biden phải chịu trách nhiệm trong việc mà kiểm duyệt người dân. Đây được xem là một trong những cái à, phiên tòa sẽ diễn ra vào sáng ngày mai và quan tòa sẽ đưa ra quyết định là có nên tạm thời ngưng lại cái lệnh này hay không hay chờ để chờ phía Joe Biden nộp và đơn kháng án hay là họ sẽ tiếp tục ngăn chặn và không để cho các cơ quan chính quyền liên bang có thể sử dụng mạng xã hội để mà tìm cách kiểm duyệt người dân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Quỹ ban tư pháp ngày hôm nay đã lên tiếng cáo buộc là các nhân viên của FBI đã có những cái bản ghi nhớ chống lại đạo Thiên Chúa, tức là Công giáo, hàng loạt những cái nhân viên làm việc bên ngoài của FBI làm việc trong một tiến trình dựa trên một bản ghi nhớ nhắm vào tất cả những người đi theo đạo công giáo truyền thống trong việc mà họ mô tả những người này là những khủng bố nội địa theo tường trình của Ủy ban Tư pháp của Hạ viện đưa ra. Việc công bố này cho thấy uh, sau có khi có cuộc điều trần của tổng giám đốc điều hành công ty của cơ quan FBI là ông Christopher Ray, người đã nói với ủy ban vào ngày 12 tây tháng 7 là cái hành động của họ bị giới hạn ở uh, uh, ở một số những nhân viên làm việc bên ngoài mà thôi và ủy ban hạ viện trong vài tháng qua đang tìm cách có được những tin tức liên quan tới cái hoạt động và tập tài liệu của FBI vào ngày 23 tây tháng 1, trong đó thì uh, diễn ra ở tại cái khu vực uh, văn phòng ở tại Richmond và họ tìm cách gọi là điều tra nhắm vào những cái mục tiêu mà họ nói rằng có hành động cực đoan trong cái uh, tư tưởng về hệ uh, tư tưởng của đạo Công giáo truyền thống một cách cực đoan và cần phải điều tra và cần phải uh, uh, thúc đẩy việc cáo buộc này và trong ngày 25 tây tháng 7 FBI đã đưa ra một cái uh, bản version khác với sự cắt bỏ một số những cái đoạn quan trọng và đây được xem là một trong những cái hành động của fbi và kể cả fbi tại portland và fbi tại los angeles cũng đã can dự vào việc này và họ nhắm vào những người theo đạo thiên chúa và họ chấp mũ cho là một cái hành động của những tổ chức gọi là khủng bố nội địa chủ tịch của quỹ ban gia tư pháp tại hạ viện là ông jim jones cùng với tiểu quỹ ban đặc trách về hiến pháp và giới hạn cái khả năng của chính quyền là mike johnson của louisiana đã đưa ra và nói rằng đây là cái lá thư rất rõ ràng cho thấy là fbi đã cố tình có những cái hành động được xem là bức hại đối với tôn giáo khi mà họ quy chụp cho những cái người theo đạo thiên chúa mà họ chụp mũ là cực đoan tức là đạo thiên chúa cực đoan và họ tìm cách gán nhãn cho những người này là khủng bố nội địa đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, FBI đã bắn thiệt mạng một người đàn ông tại Utah từng đe dọa đến sinh mạng của ông Joe Biden trong một cuộc đột kích vào sáng ngày hôm nay. Theo bản tin của đài truyền hình ABC cho biết thì nhân viên của FBI đã bắn thiệt mạng một người ở Provo, Utah khi người đàn ông này vào sáng sớm nhà của ông ta đã bị đột kích bởi FBI và ông ta bị cáo buộc là đe dọa tới sinh mạng của ông Tổng thống Joe Biden. Theo bản báo cáo, thì các nhân viên của FBI đã bắn thiệt mạng Grant Robertson vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ở tại khu vực ở khu gia cư gọi là Provo trong lúc mà họ đang tìm cách có một cái lệnh truy nã bởi vì họ đang điều tra về lời đe dọa của Robertson. À, trong đó nhắm vào ông tổng thống Joe Biden bao gồm luôn những cái cáo buộc là ông này đe dọa là sẽ có những hành động chống lại ông Joe Biden à, kể cả việc mà có thể là đe dọa tới sinh mạng của ông tổng thống Joe Biden và FBI đã bắn thì à, nhưng là nhân vật này ngay lúc mà họ tiếp cận với nhân vật này theo tường trình cho biết và đài truyền hình ABC báo cáo là theo chính sách của của FBI thì việc bắn này là điều đã được duyệt xét bởi các cái nhân viên thanh tra của cơ quan thanh tra của FBI trước khi mà họ thực hiện. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra vào ngày hôm nay khi mà người đàn ông này được mô tả là đe dọa tới sinh mạng của ông Joe Biden. Trước đó thì đã có một cái thư khiếu nại là ông Robertson đã từng đưa ra hàng loạt các lời đe dọa sẽ giết ông Biden phó tổng thống Kamala Harris và một số viên chức khác liên quan tới việc mà cáo buộc và truy tố với cựu tổng thống Donald Trump. Và đây được xem là một trong những cái tin mới nhất đang được giới truyền thông cánh tả khai thác rất cẩn thận. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Chủ tịch Hạ viện New Gingrich đã lên tiếng khuyến cáo các thành viên của Đảng Cộng Hòa là phải chậm lại cái tiến trình đàn hạch đối với Joe Biden cựu chủ tịch hạ viện của hoa kỳ là ông neil chinrich đã lên tiếng và khuyến cáo các thành viên của đảng cộng hòa phải đi rất chậm rãi trong việc mà họ muốn có cái tiến trình đàn hạch đối với ông joe biden mở ra cái tiến trình này nhưng phải đi chậm rãi không thể đi nhanh ông chinrich đã nói với đài truyền hình nbc nhiều thành viên của đảng cộng hòa đã kêu gọi đàn hạch đối với ông joe biden trong vấn đề khủng hoảng tại biên giới và việc mà ông ta đã gây ảnh hưởng bởi con trai của ông ta và là hunter biden Chủ tịch của Hạ viện vào tháng trước thì cũng đã lên tiếng và nói rằng tiến trình đàn hạch của Joe Biden có thể mở ra sau khi mà ông nhìn thấy được những cái bằng chứng bắt đầu lộ rõ về cái tham nhũng của gia đình Joe Biden. Và tôi vẫn chưa bao giờ nói là tiến trình này sẽ được bắt đầu. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy nó đã đi trên lộ trình này ông McCarthy đã cho biết như trên vào ngày thứ hai thì ông đã gọi ông biden là và phải cung cấp gia đình của biden đã bị cung cấp tất cả những chứng từ trong ngân hàng trong đó là không có chứng minh được cái gọi là cái phần của hunter biden hoặc là joe biden tôi nghĩ rằng tất cả đã đủ chứng minh là gia đình joe biden cần phải tiến tới phía trước và chúng ta cần phải có đầy đủ những bằng chứng cụ thể hơn ông McCarthy, chủ tịch của hạ viện đã nói với lại đài truyền hình fox trong khi đó thì ông Neil Gingrich vốn là chủ tịch của Hạ viện và người đã cầm đầu trong cái tiến trình đàn hạch với ông Tổng thống Bill Clinton ở thập niên 90 nói rằng đảng Cộng hòa nên mở ra tiến trình này. Tuy nhiên, phải chậm rãi từng bước và chúng ta cần phải rất chậm, rất chậm trong tiến trình này. Một vài thành viên của đảng Cộng hòa gần như là không có... cảm thấy thoải mái và họ muốn thúc đẩy nhanh hơn tiến trình này. Trong khi đó ngược lại thì chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell thì cho rằng tiến trình đàn hạch này có vẻ không tốt cho quốc gia. Đảng Dân Chủ đã lợi dụng cái tiến trình này và thực hiện hai cuộc đàn hạch với cựu Tổng thống Trump. Và bây giờ, nếu Đảng Cộng Hòa cũng thực hiện tiến trình đàn hạch này, thì cũng không khác gì với Đảng Dân Chủ. Đó là lời phát biểu của ông McConnell đã nói với tỉnh New York Times. Tuy nhiên, thì ông New York cho biết tiến trình đàn hạch, đàn hạch có thể mở ra, nhưng phải đi rất chậm rãi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích bộ Tư pháp và Joe Biden trong việc mà tìm cách cản trở quyền tự do ngôn luận của ông cựu Tổng thống Trump trong ngày thứ tư đã lên tiếng chỉ trích cái bộ Tư pháp và kể cả chính quyền của Joe Biden đã bí mật tấn công cái tài khoản và cái chương mục của ông trên Twitter và trong đó cho thấy rõ ràng họ đang đụng chạm vào cái quyền gọi là dân sự của tôi quan điểm về chính trị của tôi đã trở nên điên khô khung riêng hơn khi mà tôi bắt đầu có cái chiến dịch tranh cử tổng thống ông trump đã, bút, đã bỏ trên trang tru social của ông vài giờ sau khi mà tòa đã công bố là cả ông Jack smith đang tìm cách tống tác cho công ty twitter hiện nay gọi là công ty platform x là phải cung cấp tất cả những tập tài liệu liên quan tới cái chương mục của ông trump trên twitter và quan tòa liên bang đã ra lệnh twitter là phải chuyển tập giao tập tài liệu này à, nếu không họ uh, sẽ bị phạt công ty và người chủ nhân là Elon Musk với mức là 350.000 Mỹ Kim cho 3 ngày nếu như trì hoãn các cái phiên các cái yêu cầu này và bà tòa này được xem là bà tòa có khuynh hướng khá cực tả và hiện nay gần như là họ tấn công vào quyền dân sự của tôi chưa bao giờ xảy ra và cũng chưa bao giờ có việc mà cái quyền tu chính đáng của một số một của tôi vẫn còn hữu hiệu hay không và Chuck Smith đã tìm cách phá hủy và xóa đi tất cả những bằng chứng. Đây được xem là cái ngày đen tối của người dân Hoa Kỳ là cựu tổng thống Trump đã lên tiếng và viết trên trang susoso -so như trên sau khi mà Chuck Smith yêu cầu và bà tòa đã đồng ý buộc công ty Twitter là phải cung cấp tất cả những chi tiết liên quan tới cái chương mục của cựu tổng thống Donald Trump, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mặc dù bị tấn công về mặt pháp lý rất à, mạnh mẽ. Cuộc thăm dò mới nhất của Premier Spore cho thấy ông Trump có thể đánh bại Joe Biden, nhưng Ron DeSantis lại bị thua. Một cuộc thăm dò mới nhất của Premier Spore, à, với những cử tri đã ghi danh từ ngày 2 tới ngày 7 tây tháng 8 cho thấy cựu tổng thống Trump đánh bại ông Joe Biden ở mức là 42 trên 38. Trong khi đó thì ông Biden lại đánh bại thống đốc của tiểu bang Florida Ron DeSantis là 36 từ 34. Và cùng một cuộc thăm dò này, ông Trump dẫn đầu ở trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Hòa là 54%, tiếp theo là Ron DeSantis 18%, nhà tài phiệt Ramaswamy là 7%, ông phó tổng cựu phó tổng thống Mike Pence là 6%, cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina là bà Nikki Haley 4%, ông Tim Scott là khoảng 4%, Cựu thống đốc của New Jersey là Chris Christie là chỉ có được 1%. Và trong cái cuộc thăm dò này ở giữa ông cựu tổng thống và đương kim thống đốc của tiểu bang Florida, ông Trump gần như dẫn tới 66% cử tri và ông Donald Trump chỉ được có 25% và 9% không chắc chắn khi được hỏi rằng là vấn đề chính trị nào quan trọng đối với tất cả các cử tri thì các cử tri đều nhấn mạnh vấn đề kinh tế lạm phát khí hậu toàn cầu là ba cái đề tài hàng đầu của cử tri. 2 phần 3 biểu người dân trong trong đó là 66% nói rằng Hoa Kỳ đã đi sai đường về kinh tế, 17% cho rằng là đi đúng đường và 15% không biết. Và trong đó thì nói về nền kinh tế, 52% nói là quá tệ hại và 30% nói tương đối công bằng và 11% nói là tốt. Trong khi đó thì được hỏi về Joe Biden có nên ra tranh cử năm 2024 hay không, 55% nói rằng không. 45% nói yes và cuộc thăm dò này đã dựa trên 1726 cử tri đã ghi danh và không có cái số sai biệt được đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới ngày hôm nay, ông Joe Biden đã chính thức ký một cái dự luật và bắt đầu tiến trình giới hạn việc đầu tư vào các công ty về khai thác tức là về kỹ thuật của Trung Quốc ở trong một số lĩnh vực gồm có trí tuệ nhân tạo, quantum technology tức là về kỹ thuật lượng tử cũng như là ngành semiconductor tức là ngành chất bán dẫn và và cái xác định này dường như sẽ bắt đầu à, có hiệu lực vào năm tới tiếp theo sau những lời phát biểu trước đó và cho phép bộ tài chánh tức là bộ trưởng bộ tài chánh có thể đặt ra quy tắc cho tất cả những công ty nào mà đầu tư vào những công ty kỹ thuật ở trung quốc từ hoa kỳ trong đó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và một viên chức cao cấp đã cho biết như trên và ông joe biden ký xác luật này tuyên bố là tình trạng khẩn cấp quốc gia trong đó nói rằng đã có những cái cuộc đe dọa được xem là bất bình thường và những quốc gia gây lo ngại trong đó đã sử dụng những cái kỹ thuật nhạy cảm để tăng cường khả năng quân sự của họ và khả năng tình báo của họ và nói rằng các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào đây sẽ là một cái sự nguy hiểm cho đất nước Hoa Kỳ. Chính quyền của Joe Biden cam kết là sẽ giữ cho người dân Hoa Kỳ an toàn và bảo vệ cho quyền lợi an ninh quốc gia của chúng ta. Đó là lời phát biểu viên chức của Joe Biden đưa ra vào ngày 9 tây trong một cuộc họp báo và điều này bao gồm luôn việc bảo vệ cho tất cả những kỹ thuật của chúng ta những kỹ thuật quan trọng cho những thế hệ kế tiếp trong lúc mà chúng ta cải tổ về vấn đề quân sự đây được xem là xác luật đã được thông báo từ trước và ngày hôm nay chính thức thì Joe Biden đã ký xác luật này các công ty và các quỹ đầu tư sẽ phải trình báo cho Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại và Bộ Mậu Dịch biết về những cái nguồn tiền đầu tư của họ tại Trung Quốc, đầu tư vào những công ty nào và có dính líu gì tới những cái kỹ thuật được xem là nhạy cảm bao gồm ba lĩnh vực thứ nhất là ngành trí tuệ nhân tạo tức là AI thứ hai là quantum technology tức là kỹ thuật về lượng tử và thứ ba là semiconductor tức là ngành chất bán dẫn đây được xem là giới hạn mới nhất mà Joe Biden nhắm vào chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Hoa Kỳ đang à, quan sát rất cẩn thận việc mà Úc đã thử nghiệm các cái hỏa tiễn của họ nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc Bản tin mới nhất tôi cho biết thì Úc có thể sẽ thử nghiệm những cái hỏa tiễn do Hoa Kỳ cung cấp là siêu âm thanh trong một cái tiến trình gọi là hỏa tiễn tầm xa mà trong đó nằm trong cái hiệp ước của Liên minh kết theo tường trình của một viên chức cao cấp ngũ giác đài cho biết vào ngày thứ tư. Thứ trưởng đặc trách về quốc phòng của Hoa Kỳ là Christine Wormwood nói rằng úc đã đóng góp rất nhiều trong cái thỏa thuận của liên minh ba chiều orcus và trong đó bao gồm luôn ca anh và điều này là không phải là chỉ là tốn tiền hay là không tốn tiền và trong đó cái uh... Thỏa ước này đã được ký vào tháng 9 năm 2021, trong đó để đối phó với tiềm năng mà Trung Quốc đang tìm cách banh trướng tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và dưới thỏa thuận này, thì ngoài việc mà cung cấp tất cả những cái nguyên cái tìm thủy đỉnh nguyên tử cho Úc, xây dựng một cái công xưởng đóng tìm thủy đỉnh nguyên tử tại Úc với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Anh, thì Hoa Kỳ cũng có trách nhiệm là sẽ hỗ trợ và cung cấp cho Úc các loại hỏa tiễn trong đó bao gồm luôn cả hỏa tiễn siêu âm thanh tức là gấp 5 lần so với âm thanh và hỏa tiễn tầm xa. Đây được xem là một trong những cái hỗ trợ mới và Úc đã bắt đầu cho thực tập bắn thử các hỏa tiễn do Hoa Kỳ cung cấp gồm các hỏa tiễn tầm xa và một số những hỏa tiễn được mô tả là supersonic tức là siêu âm thanh để có thể thử nghiệm khả năng quốc phòng của nước Úc trước tiềm năng đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay hoa kỳ đã nhập cảng trung quốc đã giảm đi rất nhiều trong khi đó thì trung quốc lại tăng cường cái mậu dịch với nga Bản tin mới nhất từ ở Hoa Kỳ cho biết thì việc mà Hoa Kỳ nhập cảng các mặt hàng của Trung Quốc đã giảm xuống 25% trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Thương mại đã báo cáo vào tháng 8, Mexico và Canada cũng đã thay thế các mặt hàng Trung Quốc. để thay thế Trung Quốc đã trở thành cái nhà cung cấp các mặt hàng cho Hoa Kỳ và kết quả cho thấy là bắt đầu có cái tính chất tách rời nền kinh tế của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh thì tăng tăng cường mậu dịch đối với Nga. Hoa Kỳ đã nhập khoảng 203 tỷ Mỹ Kim mặt hàng từ Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm, 25% thấp hơn so với cùng thời kỳ của năm 2022, theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra. Và con số này là đã chưa được điều chỉnh cho vấn đề của lạm phát. Và dữ liệu cho thấy là Trung Quốc đã xuất cản qua Hoa Kỳ à, giảm đi khoảng 13.3% trong 6 tháng đầu năm, và đó từ trước đó là 16.5%. Và các mặt hàng của Hoa Kỳ và mức thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung Quốc hiện nay đã giảm được 2.1 tỷ Mỹ Kim là ở mức là 22.8 tỷ Mỹ Kim và trong đó thì à, mức chập cản đã giảm đi khoảng 2.3 tỷ Mỹ Kim đây được xem là bản báo cáo mới nhất tuy nhiên ngược lại thì Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều các cái hoạt động mậu dịch của họ với Nga và điều này cho thấy cả Canada lẫn hoa, hoa phía Mexico là hai quốc gia đã nỗ lực đóng góp rất nhiều thay thế những nguồn hàng cung cấp từ Trung Quốc và điều này có nghĩa là Hoa Kỳ giảm dần tất cả những cái mặt hàng của Trung Quốc và nhập cản những quốc gia khác, đặc biệt là những đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực Bắc Mỹ, Canada và Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.